Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298 Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mặt muffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng. Chào Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo. Chúng tôi đang đề cập đến một cuộc nghiên cứu về tự kỷ nơi trẻ em từ trường đại học Washington và đã được đăng trên tạp chí y khoa thần kinh ngày hôm nay. Và họ đang nghiên cứu công nghệ để giúp cho phụ huynh trong tương lai có thể dễ dàng nhận ra con của mình. Mà lúc trẻ chứ không phải là chờ đến mấy tuổi rồi lúc đó cho nên hy vọng rằng cái tin tức này quý khán thính giả có thể theo dõi bởi vì những quý vị mang thai bị cái số mà trẻ em bị tự kỷ trong tương lai sẽ tiếp tục tăng uh, trên một trong một trăm một trăm trẻ em sinh ra ở Mỹ đó là cái tỷ lệ bây giờ là trên một phần trăm rồi và cái bệnh tự kỷ khắp nơi thậm chí có những gia đình tội nghiệp sinh hai đứa ba đứa thậm chí bốn đứa cả mấy đứa đều bị tự kỷ hết. Cái khó ở đây đó là tự kỷ nó có nhiều cấp độ khác nhau. Có em tự kỷ rất là thông minh. Có em tự kỷ thì nhất là trẻ em gái chúng tôi biết được đó. Nó phá phách ghê gớm hơn nhiều. Và thường khi các em lớn lên có cùng một cái hành động nó giống giống nhau. Không tập trung và không nhìn vào mắt người khác. Thì bây giờ cái cuộc nghiên cứu này họ gọi là phản xạ ánh sáng đồng tử. Cái tên hay ghê không? Bệnh như thế nào? cặp mắt của chúng ta đó thưa quý vị được cái trời cho là phản xạ theo ánh sáng. khi dụ mặt mặt trời hoặc là đèn sáng đó thì trong đồng tử của chúng ta, à, cái đồng tử là cái phần đen này đó thưa quý vị đây cái phần đen này nè. khi mà ánh sáng nhiều đó thì nó thu lại. cho nên cái lens của cái máy chụp hình nó bắt trước cái đồng tử của con mắt này. khi mà tự nhiên trời sụp tối đó là cái chồng đen này nó nở ra để nó thu ánh sáng nhiều hơn đó là lý do chúng ta cần có thời gian thí dụ như từ ngọc lan đi chợ về trời nắng ở ngoài đi vô trong nhà đó thì nó cần một thời gian có thể là vài giây để cặp mắt của mình thích ứng với cái bóng tối ở trong nhà đối với trẻ em bị tự kỷ đó nó mất nhiều thời gian hơn hay không và họ đã thực hiện mấy chục đứa nhỏ đó, họ nói rằng có khả năng cái máy sắp tới đây đó, mà cái máy này máy di động công nghệ này quý vị giống như cái máy mà thử nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta bấm cái là mình biết liền, thì cái máy nó sẽ chiếu một cái ánh sáng vào cái đồng tử này và cái máy đó sẽ đo được cái độ giãn nở của cái đồng tử là bao lâu và họ thử nghiệm trên trẻ em bị tự kỷ đó thì cái độ giãn nở này nó rất là chậm đó là lý do các em nhận thức rất là chậm với ánh sáng của bên ngoài và từ đó họ nghĩ rằng và khi mà so sánh ra đó phần lớn các em này bị tự kỷ phương pháp mới đó họ nói rằng việc ngày nay các nhà khoa học họ muốn chạy đua để mà tìm kiếm được cái phương cách thích ứng và chăm sóc cho trẻ em bị tự kỷ càng sớm càng tốt bởi vì họ thấy rằng nếu mà chúng ta khám phá được các em bị tự kỷ càng sớm đó, thì những cái phương pháp hỗ trợ cho các em nhất là ngôn ngữ và những cái hành vi để giúp cho các em đó, nó tốt hơn rất nhiều là càng về sau các em sẽ thích ứng tốt hơn còn nếu mà chúng ta khám phá trễ đó phần lớn đó, trong những cái thập niên trước đó 4 tuổi lúc đó mới được chẩn đoán cái đó quá trễ rồi mà họ nói cần nhất đó là trong độ tuổi 2 tuổi đó 24 tháng là cần biết được các em Mà càng sớm bao nhiêu Thì cái phương pháp hỗ trợ Không phải là chữa trị nha quý vị nha Ở đây nó không có chữa được bệnh tự kỷ này Bởi vì nó về thần kinh rồi Nhưng mà hỗ trợ làm sao để các em Khi mà lớn lên đó, có thể tự chăm sóc cho mình Mà không cần đến người lớn Một cái tin vui cho người dân ở California này đó Chương trình chăm sóc cho trẻ em bị tự kỷ là tốt nhất trên thế giới luôn là một trong những quốc gia và một trong những tiểu bang có chương trình chăm sóc tự kỷ tốt nhất và vì thế đó California trong tương lai cũng sẽ cung cấp cho các gia đình những cái phương pháp nếu mà quý vị nghi ngờ họ nói rằng khó lòng cho người phụ phụ huynh biết được những cái phương pháp này cho đến khi nào về sau này sẽ có thêm các chương trình giáo dục để cho những cái phụ, phụ huynh mà có có mang thai đó phải chuẩn bị tinh thần rủi ro mà các em bị tự kỷ như thế nào. Cái điều khó ở đây đó là có nhiều cái chứng bệnh trong cả trẻ em đó, người phụ nữ có thể khám phá khi mà nước ối ừ. họ có thể thử từ từ trong bào thai là có thể biết được các em bị bệnh à, từ vấn đề ma túy hay những tên khác, nhưng mà riêng với tự kỷ thì không biết được. Hy vọng trong tương lai 10 20 năm nữa họ có thể thử nước ối ở trong cơ thể à người phụ nữ mang thai có thể biết được. Nhưng mà ngay bây giờ thì đây là cái phương pháp mà chúng tôi thấy đó là sớm nhất, thậm chí họ nói phương pháp mà áp dụng phản xạ ánh sáng đồng tử có thể áp dụng cho trẻ mới sinh trong khoảng độ 16 tháng trở lên. Thì nếu mà 16 17 tháng mà thấy phản ứng của các em từ của đôi mắt của các em mà nó yếu rồi đó thì bắt đầu người phụ huynh phải chăm sóc hơn tức là làm thế nào nói chuyện với các em tập cho các em nói thật nhiều thật tốt à, theo dõi các em bởi vì phần lớn những cái em này thứ nhất đó, là nó năng động khủng khiếp bỏ ra nó chạy lung tung hết thứ hai là lắc lư trên ghế thứ ba là nó không nói chuyện nhưng mà đừng chờ đến khi các em không nói lúc đó đi khám thì quá trễ rồi họ nói là khám phá khám phá bằng cái phương pháp đồng tự này là tốt nhất trong tương lai thì tin tức này còn quá mới luôn thưa quý vị bây giờ họ đang tiếp tục và phải còn xin phép fda mới được áp dụng cái máy để chăm sóc cho các em nhưng mà đầu tiên là các bệnh viện hoặc là các phòng khám bác sĩ sẽ có được những cái máy này để giúp cho những quý vị mang thai hoặc là những quý vị mà mới vừa sinh con và có cái gì đó nghi ngờ về đứa nhỏ mình phát triển không có bình thường như những đứa trẻ khác ngọc lan cũng nghĩ rằng là những cái phát minh này liên quan đến y khoa đó nó giúp cho cả phụ huynh lẫn cái những đứa bé nó có yeah. một đời sống lành mạnh hơn yeah. à, chứ sanh ra một đứa con mà nó có những cái cái khiếm khuyết những cái khuyết tật đó, đôi khi nó rất Khổ là tội đó. nghiệp Khổ à, ví dụ như bây giờ những cái lúc mà người ta đi khám thai người ta đã phát hiện ra được cái chuyện mà đứa nhỏ đó nó có bị cái bệnh chứng bệnh đau hay không đau đó, đau bệnh đau hay trong. không yeah. rồi lúc đó có quyết định là giữ đứa bé hay là không bây giờ đối với lại autism mà như anh thụy nói đó uh, chiếm tỷ lệ là một rồi một trăm yeah. đứa bé sinh ra có một đứa thì uh, cũng hy vọng rằng là um, những cái điều đó đó cho phụ huynh một cái cơ hội để người ta quyết định mặc dù cũng có phụ huynh đó họ không đồng ý với cái chuyện là bỏ đứa bé đâu họ nghĩ là đó là con thì họ phải nuôi thôi họ sẽ sanh nó ra và họ sẽ chăm sóc nhưng mà ngọc lan nghĩ nó thêm nhiều cái cơ hội cho người ta lựa chọn làm sao để cái đời sống nó nó được khỏe mạnh hơn à, thưa quý vị hôm rạng sáng ngày chủ nhật đó, khoảng 2 giờ rưỡi sáng thì đã xảy ra một cái vụ là Hai chiếc xe bắn nhau ở trên đường ở Long Beach và về dẫn đến một chiếc xe nó tông vào một chiếc xe pickup truck rồi chiếc xe pickup truck đó tông vào nhà của một người dân nhưng mà may mắn là trong cái ngôi nhà đó đó không có ai bị thương tích hết ngoại trừ là ba người ngồi ở trên cái chiếc xe một trong hai chiếc xe bị bắn đó mà ngồi trên chiếc xe mà tông vào chiếc pickup truck thì ba người trên đó bị thương trong đó có một người phụ nữ có vẻ là bị thương rất là nghiêm trọng à, thì bây giờ cảnh sát họ đang điều tra họ lúc mà họ nhận được điện thoại đó là do cái chiếc xe pickup truck nó tông vào trong ngôi nhà à, mà quý vị nhìn thấy người ta đưa cái hình ảnh lên đó nó tông vào trong đó người ta thấy được hư hại những cái đồ vật ở trong nhà rồi sau đó khi mà đến nơi thì cảnh sát mới biết rằng ồ thì ra là có một cái vụ nổ súng à, bây giờ một cái chiếc xe mà trên xe ồ, đó mình... cái người tài xế đó trên xe đó có bốn người thì người tài xế là người chạy và là người nổ súng rồi người phụ nữ mà bị thương đó là ngồi trên xe đó cùng với hai hành khách khác thì người tài xế đó là đang bị bắt giữ Ờ, với cái tiền tại ngoại hội tra là 60.000 đô la. Riêng cái chiếc xe thứ hai tham gia vào cái cuộc bắn nhau ừ. ở trên đường này thì chiếc xe đó còn đang uh, lẫn trốn, cái à. người tài xế đó chưa có bị bắt. Thì bây giờ người ta đang kêu gọi cái sự giúp đỡ của công chúng xem là ai đã có chứng kiến những cái cái vụ này và biết gì đó thì sẽ báo cho cảnh sát biết. Một trong những vụ nổ súng thương tâm nhất là ở Indianapolis, tiểu bang Indiana xảy ra vào hôm thứ Bảy vừa qua. Chúng tôi có thêm bản tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.